Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2561. Cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình bị tiêu diệt, tuy rằng chỉ một chút, nhưng đối với tàn hồn Độ Ách Thần Quân mà nói một chút xíu sức mạnh linh hồn này cũng vô cùng quý giá. Đặc biệt bị Đường Tuấn tính kế sỉ nhục càng khiến Độ Ách Thần Quân tức giận. Cô ta là Độ Ách Thần Quân, năm đó khiến người ta nghe tới đã sợ mất mật, vậy mà bây giờ lại bị một tên tiểu bối tổn thương, cô ta nào có thể chịu được. Anh muốn tôi chết vậy tôi sẽ để cô ta chôn cùng tôi. Độ Ách Thần Quân nói với giọng lạnh lẽo âm u. Sau 15 phút, giọng nói Độ Ách Thần Quân trở nên rất kỳ quái, giống như là cô ta, lại giống là Mộ Thanh tiểu bối, cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ mang linh hồn mình và linh hồn đã chết của cô gái này hòa vào làm một, nếu tôi chết thì cô ta cũng sẽ chết. Anh Dược, cùng lúc đó vang lên giọng nói đau đớn của Mộ Thanh. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, anh không ngờ Độ Ách Thần Quân còn có thủ đoạn quỷ dị như hòa linh hồn vào nhau này. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Mộ Thanh, tốc độ thúc giục trận pháp của Đường Tuấn không khỏi chậm lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu bối, mối thù này tôi nhớ kỹ rồi. Nhân lúc trận pháp bỗng dừng yếu đi, một chùm ánh sáng rực rỡ từ trong ấn đường Mộ Thanh bay ra, bên trong phát ra âm thanh âm u khó nghe. Chùm ánh sáng rực rỡ này một khi rời cơ thể, cả người Mộ Thanh lập tức sụi lơ, Đường Tuấn vội vàng ôm chặt lấy cô ấy. Cơ thể Mộ Thanh dần dần lạnh lẽo, không có bất cứ sự sống nào, giống như đã chết. Bác sĩ Dược, sao vậy? Đúng lúc này đám người Thu Linh, Trảm Thiên Long, Thái Hạo nghe được âm thanh lập tức chạy tới. Nhìn thấy Mộ Thanh trong lòng Đường Tuấn, Thu Linh nóng nảy hỏi, bác sĩ Dược, Mộ Thanh cô ấy sao vậy? Cô ta cũng là bác sĩ, nhưng lúc này lại không cảm nhận được sự sống trên người Mộ Thanh. Đường Tuấn than thở, linh hồn cô ấy bị cướp đi rồi. Linh hồn Độ Ách Thần Quân và linh hồn Mộ Thanh đã hòa vào nhau, hai người đã trở thành một thể thống nhất, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chia. Linh hồn bị cướp đi, Thu Linh nghe xong cảm thấy trở nên mơ hồ. Đường Tuấn nói đại khái sự việc một lần. Sau khi nghe xong, Thu Linh nhìn Mộ Thanh, trọng giọng nói khó nén sự hâm mộ nói, chẳng trách hơi thở bác sĩ Dược lúc mạnh lúc yếu, thì ra là chữa trị cho Mộ Thanh. Độc Cô Cung không cấm kết hôn. Nhưng phải tìm được một người đồng ý trả giá như vậy thật sự khó quá. Mộ Thanh, ánh mắt của cậu quả thật tốt hơn tớ. Thu Linh thầm nói. Thái Hạo nghe vậy càng xấu hổ hơn. Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến hơi thở Đường Tuấn suy yếu. Vậy mà lúc trước anh ta còn cười nhạo đối phương vì việc đó. Những gì Đường Tuấn nói đã vượt qua nhận thức của họ, nhưng bọn họ lại tin tưởng không một chút nghi ngờ. Không phải chỉ vì bọn họ biết quan hệ Đường Tuấn và Mộ Thanh, mà còn vì bọn họ tin tưởng thực lực của Đường Tuấn, anh căn bản không cần phải bịa ra chuyện này. Anh Dược, vậy làm sao bây giờ? Tuy rằng linh hồn Độ Ách Thần Quân và linh hồn Mộ Thanh hòa vào nhau, cô ta không dám làm hại Mộ Thanh, nhưng nếu vẫn tiếp tục như vậy, Mộ Thanh cũng giống như đã chết còn gì. Thu Linh lo lắng nói. Chương 2562. Đường Tuấn nhìn về phía Độ Ách Thần Quân đã đi nói, có lẽ cô ta sẽ trốn ở đỉnh núi Vạn Thần. Nhất định phải tới núi Vạn Thần đoạt lại linh hồn Mộ Thanh trước. Mấy người nặng nề gật đầu. Ở đỉnh núi Vạn Thần, khắp nơi đều có gió tuyết cực kỳ đáng sợ tàn phá. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, giống như không gian cũng đông cứng lại. Ở trong gió tuyết, một đám người đứng một chỗ, nhìn đồng phục của họ rõ ràng là đệ tử của năm thế lực lớn khu vực bên ngoài, trong đó còn có Thiên Tà Tử. Tần Thiên đang làm gì mà còn chưa tới? Anh ta đi giết Thái Hạo và Trảm Thiên Long. Có lẽ cần một chút thời gian. Hừ, hai kẻ nhỏ bé mà lại cần dùng thời gian lâu như vậy, xem ra tu vi Tần Thiên thụt lùi rồi. Một đám người đang nhỏ giọng nói, tuy rằng thực lực Tần Thiên là mạnh mẽ nhất trong bọn họ, nhưng chênh lệch giữa họ cũng không lớn, cho nên có mấy người này nói chuyện cũng rất xúc phạm. Đúng lúc này một luồng ánh sáng màu đen xuyên qua gió tuyết mà đến, cuối cùng hóa thành một người trước mặt mọi người, chính là Tần Thiên. Sắc mặt Tần Thiên trắng bệch. Hơi thở cực kỳ không ổn định, ánh mắt âm u như nước. Mọi người vốn định oán giận vài câu nhưng nhìn thấy dáng vẻ này thì nhất thời nuốt hết những câu nói kia xuống. Lúc này, Tần Thiên hiển nhiên đang trong cơn giận dữ, ai dám chọc vào anh ta chứ? Im lặng trong chốc lát, một người đàn ông trong đó đứng ra hỏi, Tần Thiên, xảy ra chuyện gì thế? Sao anh lại bị thương nặng như vậy? Mặc dù thể chất Thái Hạo và Trảm Thiên Long đặc thù, nhưng với trình độ khai phá hiện nay thì có lẽ rất khó để tổn thương anh thành như vậy. Tần Thiên liếc mắt nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng,
trầm giọng nói, hai tên bỏ đi Thái Hạo và Trảm Thiên Long kia sao có thể làm tôi bị thương, là do vị đại trưởng lão Độc Cô Cung, tôi đánh giá thấp thực lực của anh ta rồi. Anh ta nhìn về phía Thiên Tà Tử trong đám người, nói Thiên Tà Tử, anh nói không sai, lần này Dược Đường quả thật là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Trong lòng Thiên Tà Tử thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ của Tần Thiên, anh ta thậm chí còn thầm mừng rỡ vì đã trốn thoát khỏi Đường Tuấn. Nhưng những khác thì không thể bình tĩnh, bọn họ dồn dập mở miệng. Đại trưởng lão Độc Cô Cung không phải tên là Dược Đường sao, thực lực của anh ta trong ghi chép tình báo chỉ thuộc tầng thứ cấp. Sao có thể làm anh bị thương thành như vậy chứ? Tần Thiên, anh có nhận nhầm người không? Một đám người đều khó tin. Ánh mắt Tần Thiên liếc qua mấy người đang nói, thích tin hay không thì tùy, nếu gặp anh ta thì các anh mau chóng chạy trốn đi là vừa, đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Mọi người vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Thiên. Chương 2563. Tần Thiên xuất thân từ Thiên Ma Môn, diễn trò lừa người rất thành thục, rất có thể là muốn mọi người chú ý tên Dược Đường kia để anh ta dễ dàng âm mưu việc khác. Trong lòng Tần Thiên cười lạnh, thầm nói, đồ ngu ngốc. Anh ta không muốn lãng phí thời gian trên đề tài này nên đã hỏi, Tạ Hâm, mạch khoáng tinh thạch thần thánh tìm đến đâu rồi? Tạ Hâm chính là người đàn ông trẻ tuổi đầu tiên nói chuyện với anh ta, đến từ cường giả thần đình. Tạ Hâm nghe vậy, không thể làm gì khác mà chỉ có thể tạm thời kìm nén nghi ngờ trong lòng, anh ta cau mày nói, nơi này quả thực có mạch khoáng tinh thạch thần thánh, khoảng thời gian này chúng tôi đã phát hiện hơi thở của nó nhưng khi chúng tôi muốn nhân cơ hội tìm tòi, hơi thở của nó đột nhiên biến mất không thấy nữa. Tôi hoài nghi mạch khoáng tinh thạch thần thánh này có thể đã sinh ra một chút linh trí. Tần Thiên nói xong bỗng khẽ thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói, một mạch khoáng tinh thạch thần thánh sinh ra linh trí, giá trị không chỉ gấp 10 lần mạch khoáng tinh thạch thần thánh bình thường. Tạ Hâm gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong nói, không sai, nếu như có được mạch khoáng tinh thạch thần thánh này thì chúng ta sẽ có thể quay về môn đình. Đám người bọn họ hầu như đều là đệ tử đến từ nhánh tinh vực Kỳ Lân, nhưng bởi vì huyết thống không tốt, thiên phú thấp hơn và đủ loại nguyên nhân khác khiến họ không thể trở về, bọn họ chỉ có thể tu hành trong tinh vực Chu Tước. Chỉ cần có một ngày bọn họ tu tới cảnh giới thần quân thì sẽ có thể trở về tinh vực Kỳ Lân. Nhưng cảnh giới thần quân đối với bọn họ mà nói vô cùng gian nan, đặc biệt là dưới loại hoàn cảnh to lớn như tinh vực Chu Tước thì lại càng khó khăn hơn gấp trăm lần, cho nên lần này bọn họ mới đồng ý mạo hiểm tính mạng đi vào núi Vạn Thần, bọn họ muốn mượn một ít cơ duyên này sớm ngày trở về tinh vực Kỳ Lân. Nếu như đưa về một mạch khoáng tinh thạch thần thánh sinh ra linh trí, vậy bọn họ chẳng khác nào lập được công lớn, gần như 100% có thể trở về tinh vực Kỳ Lân. Có thể nói nhánh mạch khoáng tinh thạch thần thánh này là hy vọng trở về lớn nhất của bọn họ. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Tần Thiên nói, chỉ sợ tu vi mạch khoáng tinh thạch thần thánh sinh ra linh trí đã đạt đến cảnh giới động hư trung kỳ rồi, hơn nữa địa hình thuận lợi, thực lực bùng nổ ra có thể ngang hàng với cảnh giới động hư hậu kỳ. Với thực lực của chúng ta cho dù có bắt tay nhau đối phó thì cũng rất khó khăn. Không tệ. Tạ Hâm nói, lấy thực lực của chúng ta, muốn đối phó một mạch khoáng tinh thạch thần thánh sinh ra linh trí quả thực rất khó, huống chi bây giờ anh còn bị thương, chúng ta muốn liều mạng với nó chỉ sợ chỉ có con đường chết. Chẳng qua tôi tìm được thứ này. Nói xong, bàn tay anh ta xuất hiện một đóa hoa màu xanh lam. Đóa hoa tổng cộng 9 cánh, toàn thân giống như do băng tinh tạo thành. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng nhàn nhạt lại càng tỏa ra sự lấp lánh hơn. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ trên đóa hoa, khiến Tần Thiên cảm thấy linh hồn khoan khoái một trận. Hoa Thánh Linh, Tần Thiên buột miệng la lên. Hoa Thánh Linh, chí bảo linh hồn, ngay cả cảnh giới thần quân cũng khao khát bảo vật này. Đối với mạch khoáng tinh thạch thần thánh vừa sinh ra linh trí mà nói Hoa Thánh Linh có sự mê hoặc không cưỡng, nổi giá trị đóa Hoa Thánh Linh này không kém mạch khoáng tinh thạch thần thánh. Tạ Hâm cười nói, đây không phải hoa thánh linh, anh cẩn thận cảm nhận thêm một lát đi. Tần Thiên khẽ nhíu mày, sức mạnh tinh thần tuôn trào, anh ta cẩn thận cảm nhận. Một lát sau trong ánh mắt của Tần Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng điệu mang theo vài phần khó tin nói, hoa bể khổ. Chương 2564. Tạ Hâm gật đầu nói, không sai, đây là hoa bể khổ giống hệt hoa thánh linh. Hoa thánh linh có thể khiến cho linh hồn người tu hành trong thời gian ngắn thoát khỏi trời đất. Tăng cao sức mạnh linh hồn rất lớn. Mà hoa bể khổ tuy rằng cũng có công hiệu này, nhưng chờ công hiệu của thuốc qua đi thì sẽ khiến linh hồn người dùng hỗn loạn, chìm trong ảo giác không thể thoát khỏi. Đối với mạch khoáng tinh thạch thần thánh vừa sinh ra linh trí mà nói vốn dĩ không phân rõ hoa thánh linh và hoa bể khổ, một khi để nó ăn vào hoa bể khổ,
sức chiến đấu của nó sẽ kịch liệt giảm xuống, cuối cùng bị chúng ta khống chế. Anh ta nói tiếp, vừa nãy không phải anh nói thực lực dược đường không tệ lắm sao, vậy chúng ta đúng lúc mượn sức mạnh mạch khoảng thần thách tiêu diệt bọn họ, làm một mẻ khỏe suốt đời. Tần Thiên do dự chốc lát hỏi, mạch khoảng thần thánh dù sao đã sinh ra linh trí, lỡ như nó nhận ra hoa bể khổ, ngược lại ra tay với chúng ta thì làm sao? Tạ Hâm nói, Tần Thiên, anh đúng là cẩn thận quá. Mạch khoáng thần thánh vừa sinh ra linh trí, trình độ trí tuệ sợ rằng cũng không bằng đứa trẻ 10 tuổi, anh sợ gì chứ? Dù cho thực lực của nó mạnh đến đâu, trí thông minh cũng thiếu sót, chỉ có thể để ngoan ngoãn để tôi đùa giỡn. Tần Thiên, xem ra sau khi anh bị thương thì lá gan cũng nhỏ đi, như vậy đi, lát nữa anh không cần ra tay, nhìn là được rồi. Chờ lấy được mạch khoáng tinh thạch thần thánh, tôi sẽ chia một ít cho anh. Sắc mặt Tần Thiên tối sầm, anh ta nhìn nụ cười trêu tức của Tạ Hâm, nhất thời biết đối phương muốn mượn cơ hội này chèn ép mình. Không thành vấn đề nhỉ Tần Thiên, Tạ Hâm cùng mấy người kia đứng chung một chỗ, bọn họ nghiền ngẫm nhìn Tần Thiên. Tần Thiên kìm nén sự tức giận trước các đệ tử thiên môn, nói, được. Anh ta thầm nghĩ trong lòng, dược đường có lẽ không dễ tính toán như vậy. Tạ Hâm cười nói, vậy anh nhìn là được rồi, vốn tưởng rằng anh trở về có thể giúp đỡ, không ngờ anh lại tàn phế, sớm biết như vậy còn chờ anh làm gì, vốn chỉ lãng phí thời gian. Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà thật sự đồng ý, Tạ Hâm nói chuyện càng không khách khí. Sau khi anh ta nói xong thì bắt đầu thúc giục pháp lực, phát tán ra mùi hương của hoa bể khổ. Trên đỉnh núi Vạn Thần bỗng nhiên chấn động, mặt đất nhấp nhô giống như cơn sóng, không khác rồng đất vươn mình. Trong bụi mù tràn ngập, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng dáng sinh vật dài ngàn mét, cơ thể có độ lớn bằng vại nước từ từ xuất hiện giữa sân. Một tiếng gầm âm u vang lên, bụi mù tan đi, mặt đất cũng trở nên yên tĩnh lại. Xuất hiện trước mắt mọi người là một mãng xà to lớn dữ tợn do tinh thạch thần thánh tạo thành. Toàn thân tỏa ra hào quang bảy màu, hơi thở thần thánh uy nghiêm tràn ra. Trong lòng đám người Tần Thiên căng thẳng, không hổ là sinh linh sinh ra trong mạch khoảng thần thánh. Cho ta hoa thánh linh. Trong miệng mãng xà lớn phát ra tiếng then khế, con mắt khổng lồ của nó nhìn chằm chằm đóa hoa màu băng lam trong tay Tạ Hâm. Tạ Hâm lung lay đóa hoa trong tay nói, muốn hoa thánh linh này ư, không đơn giản như vậy. Chương 2565. Cho ta, con mắt mãng xà lớn nhìn chằm chằm đóa hoa, phát ra tiếng gầm gừ chấn động trời đất. Tiếng sóng điên cuồng bao phủ bốn phía, ngay cả gió tuyết xung quanh cũng ngừng lại vì thế. Tạ Hâm nhìn dáng vẻ mãng xà lớn. Trong lòng không khỏi cười lạnh, quả nhiên là tên kém thông minh. Anh ta thúc giục pháp lực quấn lấy hoa bể khổ, trầm giọng nói, mày dám ra tay, đừng trách tạo hủy nó. Mãng xà lớn nhất thời không di chuyển, chỉ là trong ánh mắt to lớn vẫn mang theo sự ham muốn nồng đậm, giọng nói như sấm của nó vang lên, kẻ nào từ bên ngoài đến, ta chính là chủ nhân núi Vạn Thần, giao hoa thánh linh cho ta cho phép các ngươi rời khỏi. Trong lỗ mũi mãng xà phun ra hơi thở lạnh như băng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Tuy rằng nó mới vừa sinh ra linh trí, nhưng dù sao cũng sinh ra từ trời đất, cực kỳ kiêu ngạo, từ trong lòng nó rất chán ghét có người uy hiếp. Nhưng hơi thở của hoa thánh linh mê người như vậy, khiến linh hồn nó mê đắm, nó cảm thấy nếu như nuốt đóa hoa thánh linh này vào có lẽ nó có thể hoàn thành quá trình lột xác cuối cùng. Tạ Hâm nở nụ cười, ngắt xuống ba cánh hoa. Ba cánh hoa vừa bị ngắt xuống lập tức hóa thành ba hơi thở, bị mãng xà lớn nhẹ nhàng hút vào trong người. Đó là kẻ truy sát tụi tao, chỉ cần mày giết bọn họ, tao sẽ giao hoa thánh linh cho mày. Tạ Hâm cong ngón tay búng một cái, trên không trung biến thành một bức ảnh, chính là dáng vẻ của Đường Tuấn. Nhớ kỹ lời của các ngươi, kẻ từ bên ngoài đến. Mãng xà lớn gầm nhẹ một tiếng, sau đó nó cuốn lấy gió tuyết, xé tan bầu trời rồi biến mất. Tạ Hâm hở nụ cười đắc ý, anh ta nói với Tần Thiên, giải quyết xong. Tiếp theo chỉ cần chờ bọn họ cắn nhau thôi. Tần Thiên không nói tiếp, anh ta chỉ nhìn nơi gió tuyết xa xăm kia rồi bỗng nhiên nói, núi Vạn Thần thật sự có hoa thánh linh sao? Đọc tiếp tại web Tam Linh 247. Tạ Hâm nhìn ảnh ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngu, nói Tần Thiên, anh bị sao vậy? Núi Vạn Thần nếu có hoa thánh linh thì sớm đã bị con mãng xà lớn kia tìm ra rồi. Một cảm giác thoải mái không cách nào hình dung tỏa ra từ trong cơ thể, con mắt mãng xà lớn cũng khế nheo lại. Đó là kẻ truy sát tụi tao, chỉ cần mày giết bọn họ, tao sẽ giao hoa thánh linh cho mày. Tạ Hâm cong ngón tay búng một cái, trên không trung biến thành một bức ảnh, chính là dáng vẻ của Đường Tuấn. Nhớ kỹ lời của các ngươi, kẻ từ bên ngoài đến.
Mãng xà lớn gầm nhẹ một tiếng, sau đó nó cuốn lấy gió tuyết, xé tan bầu trời rồi biến mất. Tạ Hâm hở nụ cười đắc ý, anh ta nói với Tần Thiên, giải quyết xong. Tiếp theo chỉ cần chờ bọn họ cắn nhau thôi. Tần Thiên không nói tiếp, anh ta chỉ nhìn nơi gió tuyết xa xăm kia rồi bỗng nhiên nói, núi Vạn Thần thật sự có hoa thánh linh sao? Tạ Hâm nhìn ảnh ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngu, nói Tần Thiên, anh bị sao vậy? Núi Vạn Thần nếu có hoa thánh linh thì sớm đã bị con mãng xà lớn kia tìm ra rồi. Tần Thiên nói, vậy hoa bể khổ của anh làm sao lại tìm được thế? Tạ Hâm choáng váng, trong đầu không khỏi hiện ra ghi chép liên quan. Hoa thánh linh và hoa bể khổ cùng nhau sinh trưởng, nơi có hoa thánh linh thì có hoa bể khổ, nơi có hoa bể khổ thì chắc chắn có hoa thánh linh. Nghĩ tới những điều này, hơi thở của Tạ Hâm cũng nóng rực lên. Cho dù mạch khoáng thần thánh một phần rất lớn phải cống hiến cho môn phái, mà hoa thánh linh thì khác, nếu như có được thì có thể tự mình sử dụng. Núi Vạn Thần này sẽ không thật sự ẩn giấu một đóa hoa thánh linh chứ? Tạ Hâm nhìn về phía đỉnh núi Vạn Thần mênh mông vô bờ. Mà đoàn người Đường Tuấn, Thái Hạo lúc này đang nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi Vạn Thần. Chương 2566. Sau khi Mộ Thanh hôn mê, dọc theo đường đi Đường Tuấn vẫn luôn cõng và quan tâm tình hình sức khỏe của cô ấy. Đường Tuấn nhìn đỉnh núi Vạn Thần, ánh mắt anh dần trở nên hung ác, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho Độ Ách Thần Quân. Linh hồn bị đoạt đi, cơ thể Mộ Thanh nằm trong trạng thái chết héo, nếu như thời gian dài quá rất có thể sẽ tạo thành vết thương lâu dài. Những người khác cũng biết tâm trạng Đường Tuấn không tốt, không ai dám đến y dạy anh. Ngay lúc đám người im lặng chạy đi, một cơn gió tê người im tuyết từ phía trước bỗng nhiên cuốn tới. Một bóng hình nhỏ nhắn đạp lên gió tuyết bay đến, đó là một bé trai nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi, nét trẻ con trên gương mặt chưa mất đi, cậu bé mặc trên người một chiếc áo bảo 7 màu, cặp mắt kia khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng, tiếp tại web Tam Linh 247. Một luồng hơi thở mạnh mẽ lan ra từ trên người cậu bé, kèm theo đó là gió tuyết cùng nhau thấm vào trong lòng đám người. Chết, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong miệng phun ra một chữ. Bạt, cậu ta giơ tay túm lấy Đường Tuấn, không gian dường như cũng bị vò nát, vang lên âm thanh soạt soạt. Cảnh giới động hư, Thái Hạo và Trảm Thiên Long liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ trong đôi mắt nhau. Đứa bé trai này là ai, sao thực lực lại đáng sợ như thế? Một túm của bé trai này mặc dù túm lấy Đường Tuấn, nhưng uy thế thực sự mãnh liệt, ngay cả hai người bọn họ đứng bên cạnh Đường Tuấn cũng bị bao phủ bên trong. Hai tiếng bùm bùm, hai người vốn bị thương nặng, lúc này trực tiếp bị kình khí mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Đường Tuấn giơ tay, cố gắng đón lấy một túm này. Một tiếng huỳnh, cơ thể anh cũng bị đánh lui vài bước, khóe miệng Mộ Thanh trên lưng phun ra máu tươi, nhìn dáng vẻ có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Bé trai kia không chống lại. Ngược lại cậu ta nhíu đôi mày xinh đẹp, dường như không hài lòng với một cú vồ tới nhưng chưa vồ chết đối phương vừa nãy kia. Cậu ta lại về một cái, sức mạnh còn lớn hơn lúc trước mấy phần. Trong mắt cậu ta, Đường Tuấn giống như hoa thánh linh. Chỉ cần có thể có được hoa thánh linh, đừng nói giết một người, cho dù giết tất cả mọi người nơi này, cậu ta cũng không hề do dự mà đi làm. Bác sĩ Dược, đám người Thái Hạo và Trảm Thiên Long hét lên. Vẻ mặt Đường Tuấn nhất thời trở nên âm u. Anh tung Mộ Thanh lên, Thu Linh cẩn thận tiếp được. Sau đó anh đảo ngược một quyền đánh ra, nện lên trên nắm tay bé trai. Thế tiến công của bé trai lúc này mới ngừng lại. Nắm đấm hai người giằng co, lúc này Đường Tuấn mới nhìn thấy bàn tay được tạo thành hoàn toàn từ tinh thạch của bé trai. Mày là sinh linh của mạch khoáng thần thánh. Trong đầu Đường Tuấn lóe lên ý nghĩ, anh buộc miệng la lên. Bé trai kiêu ngạo liếc mắt nhìn anh nói, ta chính là chủ nhân núi Vạn Thần, tới lấy tính mạng của ngươi. Tuy rằng trên mặt còn mang theo nét trẻ con, nhưng giọng điệu nói chuyện lại khiến cho người ta cảm giác như ông cụ non. Bé trai nói xong thì khẽ lắc người, cậu ta hóa thành mãng xà lớn, dương miệng rộng cắn Đường Tuấn. Mãng xà lớn có chút vội vã không kịp chờ đợi, nó cảm thấy dược hiệu của hoa thánh linh đã phát huy. Nó vốn dĩ không phát hiện đôi mắt vốn trắng bạc của nó đã xuất hiện tơ máu, tựa như mạng nhện từ từ lấp đầy con mắt nó. Đường Tuấn bay lên trời, đọ sức với mãng xà lớn. Chương 2567. Đỉnh núi Vạn Thần, Tạ Hâm nhìn thấy tình cảm này từ xa thì khẽ thay đổi sắc mặt nói, không ngờ đại trưởng lão Độc Cô Cung lợi hại như vậy. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, giống như biểu đạt sự bất mãn của mình. Tạ Hâm nói, chẳng qua cho dù anh ta lợi hại đến đâu cũng không đánh lại sinh linh mạch khoảng thần thách, trận chiến này anh ta chắc chắn sẽ chết.
Nghe được Tạ Hâm nói vậy, trong lòng Tần Thiên vẫn còn chút bất an. Thực lực Đường Tuấn để lại cho anh ta một cái bóng rất nặng nề. Mặc dù là cảnh giới hợp thể nhưng lại biểu hiện ra cảnh giới động hư thậm chí thực lực còn cao thế. Điều này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của Tần Thiên, cho dù trong tinh vực Kỳ Lân, loại tài này cũng hiếm như lá mùa thu. Nhìn thấy sắc mặt Tần Thiên, Tạ Hâm nhếch miệng nở nụ cười khinh thường nói, không ngờ tiểu ma thần Tần Thiên cũng có ngày sợ hãi, thực sự buồn cười. Tần Thiên không có thời gian quan tâm, đôi mắt anh ta chỉ nhìn chằm chằm cuộc tranh đấu của Đường Tuấn và mãng xà lớn, anh ta nhất định phải nhìn thấy kết quả rồi mới yên tâm. Giữa bầu trời, Đường Tuấn và mãng xà lớn không ngừng chiến đấu, cơn sóng đáng sợ không ngừng khuếch tán bốn phía. Hai người gần như đều không vận dụng pháp lực, chỉ dựa vào sức mạnh vận lộn thuần túy. Mãng xà lớn tùy tiện vung đuôi ra, không khí dường như cũng bị đè nát. Đường Tuấn mỗi lần đỡ một đòn đều cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ tàn phá trong người, như muốn phá hủy sức sống trong người anh. Trong cuộc chiến vật lộn như vậy, vậy mà lại rơi vào thế bất lợi. Trong ánh mắt Đường Tuấn lộ ra vẻ khiếp sợ, sau khi tu luyện thành công tiểu thế giới, sức mạnh của anh đã vững vàng vượt qua cấp độ cảnh giới động hư, thậm chí còn cao hơn, cho nên anh mới có thể đánh trả Tần Thiên. Không ngờ trước mặt mãng xà lớn lại vẫn không địch lại. Trong cặp mắt hờ hững của mãng xà lớn lại hiện lên vẻ đắc ý, nó trầm giọng nói, kẻ từ bên ngoài đến, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ầm ầm ầm, âm thanh nắm đấm đánh lên người không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, một cái đuôi mãng xà lớn vung lên ngực Đường Tuấn, Đường Tuấn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh xung kích cực lớn mạnh mẽ đánh anh từ không trung rơi xuống đất, nhất thời khiến bụi mù tràn ngập. Trưởng lão Dược, đám người Thu Linh hét lên. Bây giờ Đường Tuấn đã trở thành tâm phúc của bọn họ, một khi Đường Tuấn có chuyện, bọn họ tuyệt đối cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thái Hạo và Trảm Thiên Long cũng lo lắng nhìn về nơi bụi mù tràn ngập. Mãng xà lớn ngạo nghễ đứng trong hư không, nó lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý không hề che giấu. Người từ bên ngoài đến nhỏ bé, sao có thể so với thần thánh trời sinh như nó đây? Bụi mù từ từ tan đi. Đường Tuấn gian nan đứng lên, trên mặt anh dính máu, ngực bị lõm vào, một nắm đấm dính máu xuất hiện ở đó. Cơ thể anh lung lay, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trái tim đám người Thu Linh nhất thời căng thẳng, bọn họ cũng cảm thấy hơi thở Đường Tuấn suy yếu. Có vài nữ đệ tử thậm chí đỏ cả khóe mắt. Đi chết đi, kẻ đến từ bên ngoài. Trong giọng nói của mãng xà lớn nồng đậm vẻ đắc ý. Trên đỉnh núi Vạn Thần, đám người Tạ Hâm không khỏi bật cười. Bọn họ giống như nhìn thấy dáng vẻ Đường Tuấn bị đánh chết. Tạ Hâm lắc đầu, anh ta nói với người bên cạnh, đây là thần thánh núi Vạn Sơn sao? Đúng là ngu ngốc. Chương 2568. Nơi này cách chiến trường còn một khoảng, cho nên anh ta vốn dĩ không sợ mãng xà lớn nghe thấy. Chờ đã, Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn mãng xà lớn. Trong ánh mắt mãng xà lớn hiện lên vẻ khinh bỉ, muốn xin tha sao? Đường Tuấn lắc đầu nói, tao chỉ muốn cho mày một con đường sống. Mãng xà lớn bất ngờ cười, ta cho người con đường sống còn tạm được, hôm nay ngươi không thể không chết. Đường Tuấn thản nhiên nói, bây giờ mày có phải cảm thấy tinh thần có một loại cảm giác như đi vào cõi thần tiên, giống như cả người muốn hòa vào hư không? Trong ánh mắt của mãng xà lớn lộ ra vẻ kinh ngạc nói, năng lực phân biệt của ngươi không tệ, lại có thể nhìn thấu trạng thái tinh thần của ta. Ngươi nói không sai. Ta đã dùng ba cánh hoa thánh linh, bây giờ sức mạnh tinh thần tăng vọt. Chỉ cần giết ngươi, ta sẽ có được hóa thánh linh khác. Trong lòng Đường Tuấn khẽ rung động, quả nhiên là như thế. Đường Tuấn nói, tuy rằng tao chưa từng thấy hoa thánh linh, nhưng tao biết thứ mày dùng khẳng định không phải hoa thánh linh. Mãng xà lớn cười lạnh một tiếng, chưa từng thấy hoa thánh linh còn dám nói ra những lời này, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Đường Tuấn nói tiếp, mày có thể tự mình cảm nhận hồn phách. Có phải có một cảm giác muốn thoát khỏi thể xác không? Sức mạnh tinh thần của mày đang giãn nở, không phải đang tăng trưởng. Lúc sức mạnh tinh thần giãn nở đến mức nhất định, mày biết sẽ có hậu quả gì không? Tuy rằng mãng xà lớn không tin, nhưng nó vẫn bình tĩnh cảm nhận tình huống trong người. Sắc mặt nó nhanh chóng thay đổi, bởi vì tình huống trong người nó thật sự giống như đúc Đường Tuấn nói. Là ngẫu nhiên sao? Thứ mày dùng vốn dĩ không phải hoa thánh linh, mà là hoa bể khổ. Hoa thánh linh là chí bảo linh hồn, nhưng hoa bể khổ lại có thể khiến linh hồn hủy diệt. Tính chất hai thứ rất giống, nếu như không phải sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ thì hầu như không phân biệt được. Bây giờ mày mới dùng ba cánh hoa bể khổ, còn có thể cứu được.
Nhưng nếu như dùng cả đóa hoa bể khổ, vậy mày ắt sẽ chết chắc. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Tại sao ta phải tin ngươi? Mãng xà lớn trầm giọng nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, mày có thể không tin tao, thậm chí bây giờ có thể giết tao. Nhưng mày thai nghén trong núi vạn thần nhiều năm như vậy chính là để có thể sinh ra linh trí, được tự do thật sự. Bây giờ một đóa hoa bể khổ lập tức phá hủy vô số năm chờ đợi của mày, mày cam lòng sao? Trong lòng mãng xà lớn khiếp sợ, nó nhìn chăm chăm Đường Tuấn hỏi, nghe giọng điệu của ngươi hình như có thể xử lý hoa bể kho. Đường Tuấn gật đầu, tao có thể thử một chút. Trên đỉnh núi vạn thần, Tạ Hâm từ xa đã nhìn thấy màn này, lông mày anh ta đột nhíu lại. Đây là muốn làm gì? Chương 2569. Trong lòng anh ta bỗng nhiên sinh ra chút bất an. Con mắt khổng lồ của mãng xà lớn liếc nhìn đám người Đường Tuấn và Thu Linh nói, nếu để cho ta biết ngươi nói láo, tất cả các ngươi đều phải chết. Nó nói xong rồi lần nữa hóa thành dáng vẻ bé trai 7-8 tuổi, cậu ta lạnh lùng đứng trong gió tuyết nói, bắt đầu đi. Hơn nữa cậu ta nhìn về phía đỉnh núi vạn thần, ánh mắt trở nên nghiêm túc, mang theo sự chết chóc lạnh lẽo. Không hay rồi, cậu ta phát hiện ra rồi, Tạ Hâm buộc miệng nói. Sao cậu ta phát hiện được? Lỡ như cậu ta đánh trả chúng ta thì tính sao? Tạ Hâm, đây là mưu kế của anh mau nghĩ cách đi. Những người khác cũng phát hiện tình huống của mãng xà lớn, sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi. Ánh mắt Tạ Hâm trở nên âm u, mạnh mẽ nhìn Đường Tuấn. Mình vậy mà quên mất, y thuật tên này khá tài giỏi, hoa bể khổ giấu được cái con ngu đần kia nhưng không giấu được anh. Đáng chết! Trên mặt những người khác lộ ra vẻ buồn khổ, vốn cho rằng nắm chắc phần thắng, ai ngờ bây giờ người phải chạy trốn lại là họ. Tuy rằng không cam lòng nhưng bọn họ cũng không dám trì hoãn nữa, bọn họ túm năm tụm ba kết thành đội chạy về các phương hướng đỉnh núi Vạn Thần. May là núi Vạn Thần rất lớn, muốn tìm được bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản. Đám người Tạ Hâm, Tần Thiên cuối cùng đã rời khỏi. Sắc mặt Tạ Hâm vô cùng âm u, giống như trời mưa xối xả. Mưu kế này là anh ta thiết kế, cũng là anh ta giao hoa bể khổ cho mãng xà lớn, nếu như phải tìm họ tính sổ, người đầu tiên muốn tìm chính là anh ta. Tôi nói rồi, anh ta rất khó đối phó, Tần Thiên nói. Tạ Hâm hừ một tiếng nói, là tôi suy nghĩ thiếu hoàn hảo, nếu không vừa nãy như vậy anh ta đã chết rồi. Nếu như lần sau gặp được anh ta sẽ không may mắn như vậy. Tần Thiên lắc đầu, không nói thêm gì. Nếu như Đường Tuấn chỉ có chút thực lực thì cũng không anh ta chật vật như vậy. Tần Thiên nhìn phía dưới một chút rồi cũng xoay người rời khỏi. Lúc núi Vạn Thần lần nữa mở ra, bọn họ sẽ rời khỏi, nếu như có thể có được Hoa Thánh Linh trước đó thì đó chính là cơ duyên to lớn nhất của anh ta. Tạ Hâm nhìn bóng người Tần Thiên đi xa, nắm đấm anh ta bỗng nhiên siết chặt. Bọn họ đã không chiếm được mạch khoáng thần thánh, bây giờ chỉ hy vọng có thể có được Hoa Thánh Linh. Tạ Hâm thầm nghĩ những điều này. Anh ta cũng không do dự nữa mà mang theo mấy người xoay người đi vào trong bão tuyết. Ngón tay Đường Tuấn hóa thành từng hồi ảo ảnh, không ngừng điểm lên người bé trai, nếu như quan sát kỹ có thể nhìn thấy đầu ngón tay anh có ánh sáng bạc nhàn nhạt, đó là sức mạnh tinh thần bao quanh ngón tay. Sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn theo đầu ngón tay tràn ra tiến vào trong người bé trai. Bé trai lúc bắt đầu vẫn còn hơi chống cự, nhưng rất nhanh đã phát hiện chống lại cũng không có chút tác dụng nào. Sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn tuy rằng rất ít, thế nhưng trên bản chất lại cho anh ta một loại cảm giác muốn ngưỡng mộ, giống như Đường Tuấn mới là thần thánh trời sinh, mà anh ta chẳng qua là người bình thường. Sau khi dùng hoa bể khổ, sức mạnh tinh thần của bé trai giãn nở khác thường, mà khi sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn tiến vào trong cơ thể cậu ta thì dần dần dung nạp sức mạnh tinh thần của cậu ta, sau đó co rút lại một chút, hơn nữa tiêu trừ sạch sẽ hơi thở hoa bể khổ trong linh hồn. Bé trai từ từ cảm giác được tinh thần mình thay đổi, cảm giác linh hồn kia và hư không hòa làm một thể rồi biến mất, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy linh hồn ngày càng trong veo và thư thái. Con mắt cậu ta đột nhiên sáng ngời. Chương 2570. Sau khi tiêu trừ độc của hoa bể khổ, sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn cũng không lập tức chui ra ngoài mà hóa thành một dòng nước, chảy xuôi trong tinh thần của bé trai, gột rửa sạch sẽ tạp chất trong tinh thần cậu ta. Bé trai trời sinh thần thánh. Là mạch khoáng thần thánh núi Vạn Thần biến thành. Có thể nói là thánh thể cao quý trời sinh, nhưng sức mạnh linh hồn ngược lại yếu ớt hơn tu sĩ cùng cảnh giới, cho nên cậu ta mới khát vọng có được Hoa Thánh Linh. Mà bây giờ sau khi được sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn gột rửa, sức mạnh tinh thần của bé trai tuy rằng không tăng mạnh, nhưng cũng càng tinh khiết hơn, thiết lập cơ sở tốt cho con đường tu luyện sau này của cậu ta.
Bé trai cũng hiểu lòng tốt của Đường Tuấn, trong lòng cậu ta không khỏi cảm thấy ấm áp. Sau khi sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn chui ra khỏi không gian tinh thần của bé trai, Đường Tuấn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cậu ta cũng không có bất cứ thù hằn nào với anh, chỉ có điều là bị đám người Tạ Hâm xui khiến nên mới ra tay. Sinh mệnh thần thánh trời sinh muốn ra đời cũng vô cùng gian nan, anh không muốn nhìn cậu ta bị hủy diệt như thế. Cảm ơn anh, bé trai nhìn Đường Tuấn, ánh mắt chân thành nói. Đường Tuấn gật đầu nói, tôi không lừa cậu nhỉ. Gò má bé trai ửng đỏ, lại có hơi không tiện lắm. Trưởng lão Dược, anh không sao chứ? Thu Linh nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Tuấn, cô ta quan tâm hỏi. Đường Tuấn nói, không sao, nghỉ ngơi một lát là được. Lúc Đường Tuấn nghỉ ngơi, bé trai sẽ canh giữ bên cạnh anh, giống như hộ vệ trung thành. Chỉ là ánh mắt của cậu ta lại nhìn về phía đỉnh núi Vạn Thần, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ phóng ra một tia sáng thần thánh ở nơi sâu xa. Qua gần nửa tiếng sau, Đường Tuấn mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Chúng tôi còn phải lên núi, cậu có tính toán gì? Đường Tuấn hỏi bé trai. Bé trai lắc đầu, cậu ta vừa được sinh ra không lâu, vẫn rất xa lạ với thế giới này. Đám người Tạ Hâm thậm chí có thể nói là nhóm người đầu tiên cậu ta tiếp xúc. Cậu ta bỗng nhiên nói, tôi muốn rời khỏi đây, đi ra bên ngoài xem thử. Đường Tuấn suy tính một lát rồi nói, qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ rời khỏi, nếu như cậu đồng ý, có thể cùng rời đi với chúng tôi. Bé trai hưng phấn gật đầu, cậu ta đưa một chiếc nhẫn không gian cho Đường Tuấn nói, thứ trong này có lẽ các anh sẽ cần. Đường Tuấn nhận lấy, anh dùng sức mạnh tinh thần thăm dò, vẻ mặt nhất thời mừng rỡ. Trong nhẫn không gian là một tòa tinh thạch thần thánh cao bằng ngọn núi nhỏ 100 mét. Tôi sinh ra từ mạch khoảng thần thánh, những bộ phận tinh hoa nhất kia đã tạo thành cơ thể của tôi, mà những thứ còn lại này đã không còn tác dụng với tôi nữa, nhưng đối với các anh mà nói có lẽ là bảo vật hiếm có. Tôi tặng nó cho anh. Bé trai nhìn bạn bè của cậu ta, trong ánh mắt mang theo nét cười, cậu ta nói, tuy rằng tôi chưa từng đi ra ngoài, nhưng tôi cũng biết không thể lấy không đồ của người khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2570.